Rồi xin chào tất cả các anh mùa thủ, em đâu có cá đã quay trở lại video ngày hôm nay, video cuối tháng này, 30 tháng 11. Thì video này bên shop em sẽ có cho mình là 22 mẫu cần, là những dòng như mini nha. Mini cần ISO, độ dày cần từ khoảng từ 36 đến tầm khoảng 5m cho mình nha. Giá thành rẻ thôi. Một số cần súp, ở đây thì em có những dòng là 39 đến 4m rưỡi. Độ cứng là tầm khoảng từ 25 đến 30 nha. Một số cần dây trong thì em có là cần rút này và cần 2 khúc. Một số cần lô thì em có những dòng cắm gốc và 2 khúc nha. 2 khúc thì có những dòng 2m7, 3m3. Một số cần hai chi hai khúc cùng ngầm của lần C. Tất cả đây là cần carbon nha, hàng bên em là hàng Nhật Bản đâu có sử dụng, thì tình trạng nó sẽ có, em sẽ báo rõ trên video cho mình hơn, có xây có xước và có này kia nha. Phí ship là 30.000 một đơn tất cả sản phẩm nha. Em sẽ đóng uống nước và ship toàn quốc cho mình, anh em nhận hàng đồng kiểm nha, không có thêm một phí nữa nha. Tầm mà giá thì nó cộng 30.000 tiền ship. Mua từ hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản trước thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết ạ. Rồi chốt đơn liên hệ trực tiếp ghi 0923 534 779. Con mini đầu tiên thì em sẽ cho em xem một con cần mini nha. Con mini này, con mini carbon. Con này thông số như sau, độ dài cần là 2m4, độ cứng 10, con này cần carbon nha, của dòng compact. Hàng nội địa Nhật này. Con này khoen của nó là khoen dạng khoen lõi sứ màu đen nha. Cái bu là đồ Fuji này. Tay cầm bằng cán bút nha, bắt vặn. 2m4 độ cứng 10 thì cũng dạng vừa thôi. Con này thu gọn cần 52cm, cũng dạng gọn nhẹ nha. Con này ngọn của nó thì ngọn nó sơn màu trắng zin theo cần. Con này ngọn cần em đo cho mình là 1.6 ly. Ngọn thì đến ngay cho mình có khoen này, một khoen Fuji nha, khoen chạy cho mình. Còn những khoen còn lại là khoen thường loại xi đen. Đang thường thường nha. Tình trạng thì cũng có hơi cũ nha, tầm khoảng 90%. Thế là bạn này bỏ cốp xe mini, cô lưu và cô ngâm lạc xe vẫn được này. Con này trọng lượng của cần là 200g, ngọn tầm khoảng 1.6 ly, mã số 1, giá 500.000 ạ. Tình trạng thế này nha. Có xây sức sờ sơ. Rồi số 2 thì em sẽ có một con cần cũng dạng mini cho mình luôn. Con này cũng dạng mini nha, cũng hơi ngắn. Con này của hãng là Ryobi, con này hàng Korea nha anh em. Xuất thị trường Nhật nó sẽ có tem vàng đầy đủ này, tem nội địa cho mình. Độ dài là 3m, độ cứng 10, cứng 10 thì cũng dạng vừa thôi. Con này thì bên Nhật người ta đã thay cái pad bự cho mình rồi. Đây, thay cái pad 8 nè. Con này thì tầm khoảng pad là pad Fuji 7 thôi. Nó quấn chỉ lại cho mình đây rồi, pad Fuji 8. Con này dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji loại sứ đá đen nha. Con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 1.4 ly. Đây ngọn con này thì đi kèm cho mình là hai khoen chạy nha. Con này thì cái ngọn của nó là ngọn zin theo cần, nó sơn phản quang lên á, thì lâu ngày nó bị chóc này, hơi xấu xíu thôi cho tình trạng với con nguyên bản. Đây ngọn này thêm hai ngọn zin. Phơi con này là phơi carbon nha. Đây phơi carbon xoắn vân, xoắn vân 3m, độ cứng 10, khoen pad Fuji hết. Con này cũng dạng mini thôi, để em đo thu gọn cần bao nhiêu nha. Con này thu gọn cho mình tầm khoảng 69cm á. Đây tầm khoảng 69cm nha này, 69cm. Khoen pad Fuji cần của hãng là Ryobi. Con này trọng lượng của cần là 230g, ngọn 1.4, mã số 2, giá 500.000. 500. Cần carbon nha. Mã số 3 thì em sẽ có cho mình con cần, con này dạng ISO. Đây cần ISO rất nhỏ gọn nha. Con này cần ISO carbon, con này có độ dài của cần là 3.6 nha này, 3.6, độ cứng 2. Cứng 2 thì cũng dạng vừa thôi. Trong này cũng vừa nha. Khoen pad là khoen pad Fuji. Con này độ cứng 2, ngọn của cần thì em đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.4 ly á. Cần thì đi kèm cho mình có 1 này, 2, 3 khoen chạy nha. Đây phôi như thế này. Tình trạng nó vẫn còn mới nha. 36 độ cứng 2. Thì cứng 2 thì cũng dạng vừa, trong là không cứng không mềm lắm. Anh em lấy cảm giác thì mình lấy cứng 1. Hoặc cứng hơn thì mình lấy tầm khoảng vào 3-4 nha. Đây mình có những con ISO 3-4 thì lần lượt sẽ lên cho mình. Rồi khoen pad Fuji còn đẹp hết này. Đây tình trạng thế này. Pad Fuji F6 nha. Đây, tình trạng còn ok hết, có buộc dây bảo hiểm cho mình luôn. Đây có cái thắt như này. Con này thì trọng lượng của nó rất nhẹ nha, chỉ có 140g, ngọn 1.4 ly, mã số 3, giá con này là 400.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 4, sẽ có một con ISO, con này cần ISO của dòng Shimano này, Shimano này. Con này của dòng là Shimano, độ dài là 4m rưỡi, độ cứng 2, con này hàng China xuất thị trường Nhật nha. Nó sẽ có cái mã code này và tem vàng đầy đủ này. Đây tem hơi phai cho mình rồi. Những cái dòng màu cam này như này. Rồi pad con này là pad Fuji. Đây, pad Fuji F6. Tình trạng thì nước sơn màu vàng, dàn khoen là dàn khoen Fuji, lọ xi đá xám. Con này thì bên Nhật người ta đã hạ ngọn cho mình rồi. Hiện tại thì ngọn em đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Mà đã thay cái bù rất là lớn nha. Nó hạ ngọn cho mình một xíu rồi nha. Thì không còn đủ bách năm cho mình đâu. Đây, phơi con này là phơi carbon xoắn vân. Carbon xoắn vân nha. Một bách năm độ cứng 2. Con này giờ nó cũng cứng tầm khoảng 3.5H cho mình này. Phơi thế này. Tình trạng có xây xước nha, cho nó không đáng kể lắm. Đây,
đã hạ ngọn như này, hạ ngọn xuống một xíu rồi, không còn được 4.5. Con này thì của dòng Shimano, dòng mà Landmaster như này, đây tình trạng thế này vẫn còn đẹp. Trọng lượng của nó thì tương đối nhẹ thôi, 250g, ngọn tầm khoảng 1.6 ly, mã số 4, giá 450.000 ạ. Mã số 5 sẽ có cho mình con cần si luôn nha. Con này của dòng Shimano này, Holiday Spin, độ dài 3m, độ cứng 15, hàng nội địa Nhật nha, sẽ có cái tem nội địa cho mình này. Đây của dòng Shimano 3m cứng 15, con này dạng cân súc, dạng ISO khoen lớn, độ cứng 15, pad Fuji F6, dàn khoen là dàn khoen Fuji, khoen lớn cho mình nha. Đây khoen Fuji khoen lớn. Con này ngọn của cần thì em đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn là ngọn 2 ly, phôi carbon xoắn vân. Tình trạng thì có xe 1 này, hai khuyên chạy nha, có hai khuyên chạy cho mình. Tình trạng còn ok nha, phôi carbon xoắn vân. Rồi khoen pad con này là khoen pad Fuji. Tình trạng khoen thì còn ok nha này. Cái khoen thứ hai của nó thì có dấu hiệu nứt chân ở đây một xíu này. Đây, còn lại thì khoen ok hết. Thì em sẽ báo rõ tình trạng trên video của mình, tại hàng bãi về thì như nào có thể báo. 3m độ cứng 15 của dòng Shimano, dạng ISO khoen lớn cần súc, trọng lượng 160g, mã số 5, giá là 500.000 ạ. 500. Mã số 6 sẽ có cho mình con cần này ISO nha này. Con này dạng này cần ISO. ISO khoen nhỏ nha. Khoen nhỏ cho mình. Con này có lẽ là dạng cần súc cần ISO, con này của hãng là Nissin. Con này có độ dài cần là 36. Pad là pad vặn như này, pad vặn Fuji. Tình trạng gốc con này là dòng C-pad nha. Thì có xây xước này. Đây có xước sơn nha. Xước sơn ở đây. Sơn nó sơn màu trắng thì có xước. Không phải được chứ đang cần. Con này tính theo cần ISO thì con này độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng vào độ cứng 5 như này, độ cứng 5 36. Tính theo cần súc thì con này độ cứng tầm rơi cho mình tầm khoảng vào độ cứng 20 á, 20 25 cho mình á. Đây, ngọn sơn màu trắng này, zin theo cần. Ngọn rất đẹp. Ngọn thì có hai khuyên chạy, lóng thứ hai thì có một khuyên chạy này. Cần đi kèm cho mình là 4 lóng này. Đây, 4 lóng. Còn rất mới nha. Đây của Nissin. Đây dàn khoen là dàn khoen Fuji như này, khuyên nhỏ cho mình. Tình trạng thế này. Cái đầu bu là đầu bu Fuji xứ trắng. Nissin hàng nội địa Nhật cho mình 36, cứng tầm khoảng độ cứng 5 đối với cần ISO nha, còn mà cần súc cứng tầm khoảng vào 20 25 á. Tình trạng thế này. Gốc thì có hơi xây xước nha. Con này trọng lượng của cần thì em cân được cho mình là 300g, ngọn 1.6 ly, mã số 6, giá con này là 600.000 ạ, 600. Mã số 7 sẽ có cho mình con cần ISO luôn, con này cũng dạng ISO khoen lớn này của dòng Daiwa như này. Đây con này còn đẹp này. Cần ISO khoen lớn của dòng Daiwa, cái dòng này là C-Pader size nha em. Độ dày của nó là 36, độ cứng 4. 36 độ cứng 4. Cái này hàng của mình là hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật, đây sẽ có cái mã code này. Mã code và tem vàng đầy đủ nha. Đây tình trạng con này như thế này, còn rất mới. Pad là pad vặn Daiwa chính hãng cho mình luôn. Đây. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji nha, lõi sẽ đá đen. Đây tình trạng thế này, chỗ này thì nó dính sơn nha. Cái này thì lau và sạch thôi, không ảnh hưởng gì. Độ cứng 4, con này ngọn của nó thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây đồ bu xứ xám. Ngọn đây kèm cho mình một này, hai khuyên chạy nha. Hai khuyên chạy. Nó sơn màu trắng. Này còn rất đẹp nha. Còn hầu như còn mới cho mình ạ, 36. Nó chỉ bị dính một xíu keo thôi. Khoen đề ba con này là khoen chạy như này. Này khoen đề ba con này là khoen chạy này, cái đóng semi chống nổ đầy đủ luôn. Đây tình trạng thế này. 36 độ cứng 4 nha. Những dòng thì rất là ít, hàng Thái Lan xuất Nhật. Tình trạng của nó thì khoen thứ hai xuống có bị nứt một xíu chân ở đây. Đây, còn lại ok nha. Có này 36 độ cứng 4, trọng lượng của nó là 260g. 240g như này, 240g tương đối nhẹ nha. Mã số con này là mã số 7, giá con này là 700. 700.000 cho mình ạ. Đây tình trạng còn mới này. Đây qua. 700 ạ. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 cho mình thì em sẽ có cho mình con cần ISO, con này ISO khoen nhỏ carbon nha. Đây ISO khoen nhỏ. Con thích là mình đánh cảm giác thôi. Con này dòng là ISO khoen nhỏ carbon, độ dài của nó là 5m. Những dòng thì dòng Hàn Quốc nha này. Hàn Quốc xuất Nhật này. Pad là pad Fuji F6, tình trạng nó thì còn đẹp. Con này thiết là mình đánh cảm giác. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, lõi xi đá xám, ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn con này thì ngọn đặc nha, ngọn đặc ngọn tháp, ngọn đi kèm là cho mình là 1 2 này, 3 4 khoen chạy nha. 3 khoen chạy. Ngọn con này là dạng ngọn đặc này, độ cứng tầm khoảng độ cứng 1 thôi. Độ cứng 1 thôi là mình đánh cảm giác. Hạ tay tầm khoảng 3H cho mình. Những dòng thì chuyên dụng là Rosic bánh chép. Tình trạng của nó thì còn đẹp nha. Đây, nước sơn màu đen hết này. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân. Phôi carbon xoắn vân. Có xây xước nha, nhưng mà sơ sơ không đáng kể lắm. Rồi khoen pad con này là khoen pad Fuji, loại xứ đá xám, 5m4 độ cứng 1 dòng carbon. Con này trọng lượng của nó là 280g, ngọn 0.7 ly, mã số 8, giá 500. 500.000 ạ. Đây, tình trạng thế này nha.
Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần, con này dạng là cần lô rút nha này, cần lô rút cho mình này, cần lô rút thông số như sau. Con này có dòng là C Session nha anh em, độ dày con này là 3m3, độ cứng con này nó ra cho tầm khoảng vào M á. Thông số cho mình này 3m3, tải mồi cho mình là từ 7 đến 21g nha, còn hơi dài nha. Tay cầm bằng cán mút bán là bách vặn chính hãng cho mình luôn, những cái dòng trong Nhật bãi là tình trạng thế này nha, có hơi xây xước. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji nha, Fuji lọ xi lá xám này, đây dàn khoen lớn, độ cứng tầm khoảng M. Có này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 1.8 ly, đây cái ngọn của nó như này 1.8 ly. Phôi con này là phôi carbon nha, xoắn vân tình trạng thế này. 3m3, độ cứng tầm khoảng M. Con này dạng là cần lưu rút ạ, lưu rút thì anh em có thể là cầu đơn, cầu đài không ISO cũng được này, là tình trạng nha. Khuyên phát là khuyên phát Fuji hết. Rồi con này thì độ dài của nó là 3m3, độ cứng tầm khoảng M. Con này dạng là lưu rút, tải mồi mắt 21g, tình trạng thì có hơi xí xước và hơi cũ nha. Con này trọng lượng của nó thì em cân được cho mình là 250g, ngọn 1.8 ly, mã số 9, giá con này là 600 ngàn ạ. Mã số 10, 11, 12 thì có ba con cần lục nha, ba cần lục cho mình đánh lục này. Mã số 10 thì em sẽ có cho mình con cần lục của dòng Ryobi. Con này có độ dài cần là 4m, độ cứng 27. Độ cứng 27 nó ra cho mình tầm khoảng vào DS nha. DS đánh lục tầm khoảng từ 30 đến 35m, độ lại là vừa. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, nó sẽ có cái mã tem vàng đầy đủ này, tem vàng nha. Tay cầm thì làm bằng cán da. Tình trẻ thế này. Cần carbon. Bát Fuji F7, dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, lọ xi lá xám nha. Xem Fuji lọ xi lá xám. Có đây ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Cái đầu bu thì bên Nhật người ta đã gia cố thêm kỹ hơn cho mình này, à, chắc ăn hơn rồi. Ngọn 2.6 ly, con này đi kèm cho mình là ngọn có một này, hai khuyên chạy nha, phôi carbon xoắn vân. Thì những độ cứng 27 tầm khoảng DS, đánh lục đầu cần tầm khoảng từ 30-35 mấy độ lại thôi, à, tình trạng thế này nha. Gốc của nó thì có sự bị chống mổ này, khoen phát Fuji hết, cần lục nha, của dòng Ryobi, khoen còn đẹp này. Cái đầu bu thì nó gia cố chắc ăn rồi thôi, mình để vậy cũng được nha, thích thì tháo ra. Thì những cái dòng này em cứ hỗ trợ hạ pad nha, hạ pad xuống cho mình, anh em Việt Nam đến tầm khoảng từ 25 đến 30 thôi thì em sẽ hỗ trợ hạ pad miễn phí. Con này trọng lượng của nó là 390g, ngọn 2.6 ly, mã số 10, giá con này là 1 triệu nha này, 1 triệu cho mình ạ. Mã số 11 sẽ có cho mình con cần lục luôn, con này cũng dạng là cần xúc đánh lục đầu cần. Cần xúc cần này của cần carbon của dòng Wizard nha nè, độ dài con này là 3m9, độ cứng con này tầm khoảng vào 25, hàng Korea xuất Nhật này, có tem vàng đầy đủ. Rồi con này thì pad của cần là pad Fuji F7, con này tương đối cứng nha, của dòng Topic. Đây. Độ cứng tầm khoảng 25, đánh lọc đầu cần. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, lọ xi lá xám. Đây, khoen còn đẹp này. Khoen Fuji xi lá xám. Con này ngọn của gần thì em đo cho mình là ngọn 2.2 ly, độ cứng tầm khoảng 25 thôi. 25 đánh lọc đầu cần nha, đầu đánh gần bờ. Phôi còn đẹp này, phôi carbon xoắn vân, đây, có xây xước nha, chắc là không đáng kể lắm. Đây, tình trạng cần thế này nha. Rồi khoen pad con này là khoen pad Fuji, hàng Korea xuất thị trường Nhật 39, độ cứng tầm khoảng 25. Con này trọng lượng 340g, mã số là mã số 11, ngọn 2.2 ly, giá 800 ngàn, 800 như này, còn rất là mới, đây, còn đẹp hết nha. Rồi tiếp theo mã số 12 sẽ có cho mình con cần lục luôn. Cần lục con này hàng hệ nhân hàng tuyển. Cái này có dòng là NFT. NFT có dòng là DIA Plus như này. Đây dòng DIA Plus phôi kim cương này. Độ dài con này là 4m rưỡi, độ cứng là 30. Độ cứng 30 thì nó ra cho mình tầm khoảng vào CS nha. CS là tình trạng như thế này. Phôi kim cương như mình, pad là pad Fuji F7. Dàn khoen con này là dàn khoen full sheet như này. Là tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full sheet hết. Phôi là phôi kim cương này. Phôi carbon xoắn hai da. Con này ngọn của nó thì ngọn zin tao cần, thì em đo cho mình ngọn con này là ngọn 2.3 ly, hỗ trợ cái đầu bu phu xích chống xoắn. Đây ngọn này phôi carbon xoắn cái da từ gốc tới ngọn luôn. Đây con này thì có định vị khoen nha, đây có định vị khoen cho mình này, phôi carbon xoắn hai da kim cương toàn thân. Đây, con này còn rất đẹp nha, độ mới con là tầm khoảng 95%. Đây những dòng mình thích là phải đánh lục nha, tầm khoảng từ 30-35 đến 40 mét độ lại là vừa thôi, anh em mua đất sàn thì lấy là cứng hơn, tầm khoảng 33 chỗ lên. Rồi, tình trạng con này thì còn nguyên bản nguyên zin, không hao hụt nha. Con này thì chắc có kèm cho mình một cái bao vải và một cái lắp chụp kèm nha. Lúc này thì có một cái bao vải lắp chụp kèm, dòng DIA Plus của NFT. Con này ngọn zin cho cần 2.3 ly, trọng lượng 440g, mã số 12, giá là 4.8 như này, 4.800.000 ạ, DIA Plus. Rồi, mã số 13, 14, 15 có cho mình là ba con cần dây trong.
Mã số 13 thì sẽ có cho mình con cần dây trong nha. Con này cần dây trong này, cần này của hãng là NFT luôn. Đây có dòng NFT. Tình trạng thế này. Pad là pad vặn nha, Fuji NFT chính hãng, tay cầm cán mút. Thông số độ dài con này là 2m4, độ cứng là 30. 30 cái dòng NFT nội địa nha. Đây có mã code cho mình này, con này sẽ có cái định vị nha, định vị lóng cho mình. Để này mình thẳng máy á, thẳng máy qua đây này. Rồi hai cái bên hàng nội địa Nhật cho mình, con này thì đi kèm cho mình là 3 lóng. Đây cái lóng ngọn của nó hơi ngắn, ngọn zin tôi cần nha. Ngọn của nó thêm đó cho mình là ngọn 3 ly, độ cứng 30, cũng tương đối vừa. Đây cái ngọn cho nó này, ngọn zin tôi cần. Có lóng semi chống nổ này. Đây, cái lóng này thì anh em rút ra nha, rút ra thêm là vừa này. 2m4 thì tương đối thôi, cho là không mềm, không cứng lắm, cứng 30 thì cũng vừa nha. Cứng 30 thì cũng ok cho mình rồi. Đến ngầm lan xe, cầu đơn của đài được 2m4 cứng 30. Của dòng NFT. Con này thì ngọn 3 ly, trọng lượng của nó là 220g, mã số 13, giá con này là 400.000 ạ. À. Tình trạng thế này nha. Rồi mã số 14 sẽ có cho mình con cần rút luôn. Đây con này cần rút của dòng Mamiza Olympic này. Mamiza Olympic cần này chỉ trọng. Con này cái độ dài cũng cần là 3m3, độ cứng 50, độ cứng 53m3. Con này là của dòng Olympic nha, hàng Korea xuất thị trường Nhật, nó sẽ có mã code này. Mã code này và tên vàng đầy đủ này. Đây tên vàng hết nha. Tình trạng còn mới và đẹp. Pad con này là pad vặn Fuji chữ vàng, tay cầm bằng cán mút. Khoen của nó khoen xích nha. Độ cứng 50 thì cũng dạng vừa, ngọn của nó thì ngọn lớn này. Em đo cho mình là ngọn 3.5 ly, ngọn đầu bui môi chè nha, chống xoắn này. Đây, ngọn 3.5 ly. Ngọn zin tao cần. Đây, còn rất đẹp này, cái đóng semi chống nổ đầy đủ luôn. Còn mới nha. Đây, đóng semi chống nổ đầy đủ. Nước sơn màu trắng xanh. Đây, còn rất là mới và đẹp. Con này thì trọng lượng của cần là 300g, ngọn 3.5 ly, mã số 14 nha em. Giá con này là 550.000. Olympic dòng Century, 3m3 cứng 50, 550. Đây còn rất đẹp nha. Cầu đơn của đài cho mình được. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình con cần 2 khúc. Con này chỉ trong 2 khúc cho mình luôn. Cần này cũng hãng là Olympic luôn nha. Olympic 2 khúc. Chủ khúc này thì nó làm vuông vuông, anh em mình cầm chắc tay này. Bắt là bắt vặn Fuji nha em. Con này cái độ dài cũng cần là 2m7, độ cứng là 30. Trong 30 thì cũng dạng vừa thôi, không cứng không mềm lắm của dòng Olympic. Ngọn của nó thì em đo được cho mình là ngọn 2.5 ly. Đây, ngọn 2.5 ly. Có đóng semi chống nổ nha. Và đầu bu môi chè xích này, đầu bu xích cho mình. Đây, tình trạng thế này. Đây, con này thì khoen khoen xích nha. Khoen loại xích cho mình. 2m7, độ cứng là 30. Tay cầm có thể bằng cán mút, bắt là bắt vặn nha. Bắt vặn cho mình, cho nên thì thích là mình về lên khoen. Hay mình luồn dây mình đánh vẫn được nha, những cái dòng dây trong rất là dễ, anh em chỉ cần luồn dây một lần thôi thì mình để về mình đánh hoài luôn nha, không cần phải luồn lại nữa, rất đơn giản, chứ không phải như là những cái cần ngày này thì mình cứ luồn một được rồi, một lần là mình đánh khi nào muốn thì mình cứ lắp thì mình đánh thôi. Rồi 2m7, độ cứng 30 của dòng Olympic, dây trong 2 khúc, con này trọng lượng 300g, mã số 15, giá 500.000 ạ, 500.000 lên khoen cũng được nha, thích thì lên khoen hoặc để về đánh cũng được. Rồi tiếp theo em sẽ có một số cần lua nha, em có 3 con cần lua cho mình. Rồi cần lua tiếp theo là mã số cần là mã số 16. Một con cần lua máy đứng 2 khúc, cần này có dòng là Pro Mane, những dòng thì hàng China xuất Nhật cho mình. Của dòng CPAD, con này có độ dài cũng cần là 2m7. Thông số tải mồi cho mình như sau, tải mồi từ 5 đến 28g, tải cá từ 6 đến 20lp, mát tầm khoảng 10kg cá nha. Con này độ cứng tầm khoảng M cho mình này, M tay cầm thì bằng cán mút, bắt vặn nha, bắt thường nha. Con này dạng khoen là khoen bắt là khoen bắt thường hết nha, có loại sứ đá xám này. Đây, khoen bất thường hết nha. Tình trạng thì còn mới này, độ cứng tầm khoảng M. Con này ngọn cần thì em đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Đây, ngọn 1.8 ly. Phơi là phơi carbon xoắn vân. Đây, tình trạng thì có hơi cũ xíu thôi. Con này còn nguyên bản nguyên zin nha. Đây, khoen bất thường cho mình. 2m7 độ cứng M, tải mồi mát là 28g của dòng Pro Mane. Tình trạng thế này nha. Con này thì nhẹ thôi, trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 220g, ngọn 1.8 ly, mã số 16. Giá con này là 600.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 17 sẽ có cho mình con cần lưu 2 khúc máy đứng luôn. Máy đứng này của dòng đây qua. Cần lưu 2 khúc máy đứng của dòng đây qua. Con này của dòng là Fasit Phantom như này. Đây Fasit Phantom. Thông số như sau, cần 2 khúc, độ dài con này là 3m3, độ cứng tầm khoảng và ML. ML thông số tải mồi cho mình là từ 5 đến 30g, tải cá từ 6 đến 15lp. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật nè. Sẽ có cái mã code này. Mã code và tem vàng đầy đủ như này. Rồi tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full sheet 3 chân hết. Con này thì độ cứng ML 3m3. Ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn con này là ngọn 2 ly. Đây hỗ trợ cho mình cái đầu bu full xích nha. Trong xoắn này. Đây ngọn 2 ly. Trong ML thì cũng vừa nha. Vừa không cứng không mềm lắm. Mát 30g thì đánh nháy hơi nháy thật được rồi. Đánh dòng thì cũng dạng vừa. Anh em muốn đánh bạo lực á, thì mình lấy tầm khoảng vào M đến MH nha. MH hoặc là H cho mình hơi.
Rồi tay cầm thì bằng cán wood, bát là bát vàng Fuji Daiwa chính hãng luôn. Tình trạng cần như thế này. Với cổ ok này. Khuyên bát là khuyên bát Fuji hết, đỏ xí đá xám. Ba chân hết nha, cực kỳ chắc chắn. Con này trọng lượng của nó thì cũng tương đối thôi, có chỉ có cho mình là 240g, rất nhẹ nha, 240g thôi. 3m3 mà 240g cứng ML. Ngọn 2 ly mã số 17, giá con này là 1.200.000, 1.200.000 ạ. Đây lùa hai khúc nha. Lùa gần hay đánh nhá hơi nhá thật đều được này. Rồi tiếp theo, chị có một con cầm cầm gốc nha, cần cắm gốc. Con này thì cần là cần lưu cắm gốc này của dòng Pat nha này. Rồi sẽ cho thêm thông số trước. Cần lưu cắm gốc của dòng Pat nha, cái dòng cây dừa này, đồng này chuyên dụng cho mình là những cái này mình có lưu của hàng Nhật nha, Nhật xuất châu Âu. Con này có độ dài của cần là 2m4. À 2m4, tải cho mình là tầm khoảng vào 12 LP. 2 LP nha. Đó tình trạng em sẽ xem ngõ cho mình như thế này. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Đây khoen full xích 3 chân hết này. Này khoen full xích 3 chân hết. Con này độ cứng tầm khoảng vào ML 2m4. Thông số tải mồi của tầm khoảng mát là 30g. Đây hỗ trợ cái đầu bu full xích nha. Tình trạng thì còn nguyên bản nguyên zin. Tất cả dàn khoen full xích. Rồi con này thì em sẽ đo cái ngọn thu gọn cho mình nha. Cái ngọn để cho này mình thắc mắc này. Cái này thì cũng dài. Ở trong 2m4 cái ngọn của nó thì cũng tầm khoảng vào cái ngọn con này thì tầm khoảng gần 2m cho nên tầm khoảng 1m99, 1m98 á. Tầm khoảng 1m98 nha. Cái kia ngọn của nó thì hơi dài. Rồi gốc con này thì em sẽ đo cho mình. Nó tầm khoảng vào 56. 56 nha. Rồi con này thì bát của nó là bát gold, bát Fuji gold, tay cầm bằng cán mút nha, nước sơn màu xanh, hàng nội địa Nhật Bản, Osaka. Đây, tình trạng thế này. Tất cả dàn khoen là khoen full xích, độ cứng tầm khoảng ML nha, câu xích câu biển được này. ML tới M cho mình á. Rồi tất cả dàn khoen là dàn khoen full xích. Con này trọng lượng của cần thì em cân được cho mình là 250g, ngọn 2 ly, mã số 18, giá con này là 1.200.000, 1.200.000. Cắm gốc như này. Con này thì dài nha, nó tầm khoảng vào 1m98. Thì em vẫn tính được ship là 30.000 một đơn thôi. Rồi tiếp theo sẽ có một số cần 2 khúc và 3 khúc cùng ngâm lăn xe cho mình. Tiếp theo là mã số cần là mã số 19, là cần 2 khúc 2 ngọn. Con này thì dạng là Hechi câu bè nha, Hechi câu bè cho mình. Đây tình trạng thế này. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji phát quang. Con này có độ dài của cần là 2m1. Con này có hãng là NFT. Thông số như sau, một ngọn là cứng 60 và ngọn là cứng tầm khoảng 80 nha. 80. Hai ngọn kèm, con này đều là ngọn đặt ngọn tháp này. Đây, ngọn đặt ngọn tháp. Một ngọn thì em đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2 ly, còn một ngọn tầm khoảng 2.2 ly. Là tất cả dàn khoen là khoen Fuji nha. Khoen Fuji phát quang cái này hỗ trợ mình có ban đêm tốt hơn. Những trong thì giả quang, có ban đêm thì nó sẽ sáng nha, sáng lên. Gốc của nó thì bằng cán gỗ, nó sơn màu vàng cho mình. Tình trạng thì có ok nha. Có hơi xíu xước thôi. 2.1. Độ cứng tầm khoảng 680, hai ngọn kèm. Con này trọng lượng của cần là 300g, mã số 19, giá con này là 800. 800.000 như này. Rồi tiếp theo mã số 20 sẽ có cho mình cần 3 khúc chuyên dụng ngâm lăn xe đánh chép này. Đây cần 3 khúc nha. Con này còn rất đẹp. Cần 3 khúc carbon, cần của hãng là Sunfit nha. Sunfit dòng double carbon. Độ dày con này là 3m3, độ cứng 60. Phôi carbon xoắn hai da này. Đây. Chạy cũng đẹp nha. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, lọ xi đá xám 3 chân. Đóng semi chống nổ đầy đủ. Con này dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji nha, ngọn 2.8 ly. 2.8 ly tình trạng thế này. Tay cầm thì bằng cán mút như này, bát con này phát vạn Fuji chữ vàng này. Đây, phôi carbon xoắn hai da. Tình trạng còn đẹp nha. Nguyên bản nguyên zin cho mình, không có xây xước gì lắm. Con này trọng lượng của cần em cân cho mình là 370g, ngọn 2.8 ly, mã số 20. Giá con này là 850, 850.000 ạ. Còn mới và đẹp. Rồi tiếp theo, mã số 21. Có cho mình con cần 3 khúc luôn. Cần 3 khúc, cần này của hãng là Sanwa. Thông số cũng bằng con đó thôi. Cần 3 khúc xanh qua, con này có độ dài cần là 3m3. Độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng 560. Hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji, lọ xứ đá xám luôn. Con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 2.2 ly thôi. Ngọn 2.2 ly. Con này có định vị nha, có định vị lóng này, lóng semi chống nổ đầy đủ luôn. Là nước sơn màu trắng. Nói chung là còn rất đẹp này. Nguyên bản nguyên zin. Bát là bát vàng Fuji F20 nha. F20 cho mình. Và tình trạng thế này, có buộc hiệp dây bảo hiểm đầy đủ này. Có định vị nha. Đừng bị cắt lóng này. Nó tình trạng thế này. Khoen pad là khoen pad Fuji. Con này có trọng lượng của nó là 360g, ngọn 2.2 ly, mã số 21. Giá con này là 850 như này, 850.000. Còn mới cứng nha. Rồi mã số 22 sẽ có cho mình con cần 2 khúc luôn. Một chuyên dụng chép ngâm lăn xe. Con này thì hàng nội địa Nhật này. Cần 2 khúc, độ dài của cần là 2m5. Con này của hãng Navi như này, dòng Navigator, hàng nội địa Nhật này. Tình trạng thế này, nước sơn màu trắng và chỉ màu xanh, dàn khoen Fuji xứ xám.
Con này ngọn của cần thì em đo cho mình là ngọn, là con này ngọn dạng ngọn đặc, ngọn thấp nha, ngọn 2 ly. Đây, ngọn tầm khoảng 2 ly em đo ở đây. Đầu bu full xịt chống xoắn, đóng semi chống nổ này. Dạng khoen còn lại là dạng khoen Fuji 3 chân. Con này độ cứng của cần nó ra cho mình tầm khoảng từ 60 đến 80 nha. Tầm khoảng từ 60 đến 80 á. Và tình trạng còn mới và đẹp. Tay cầm thì bằng cán mút, bát là bát vàng Fuji F22. Đây, tổng thể cần như thế này nha. Đây, tình trạng rất là mới. Còn mới và đẹp thế này. 2,5 mét được cấp tầm khoảng từ 6 đến 80 của dòng Navi nha, Navigator. Con này đánh chép, đánh ngầm lăng xê, trọng lượng của nó chỉ có 300g thôi, 300g, mã số là 22. Giá con này là 850 như này, 850.000 ạ, cần 2 khúc. Cho nó còn tương đối nha, đẹp cho mình. Rồi tổng cộng anh em có cho mình là 22 mẫu cần. Anh em ưng mẫu nào nha, comment mã số cộng số điện thoại. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Và chụp hình từng ảnh nha, cần em gửi qua cho mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em có một ngày cuối tháng vui vẻ nha. Sẽ là phần giao trong lượt đăng ký bật thông báo để không bỏ lỡ những video theo bên em á, lên cập nhật liên tục cho mình nha. Những mẫu cần mới bên em sẽ về cập nhật liên tục cho mình. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha, sẽ viết giao của em. Chúc em có một ngày tốt lành nha. Đi cầu thật nhiều cái, có nhiều sức khỏe này.